cùng với niềm hân hoan đón chào năm học mới, năm học này thầy trò nhà trường đón niềm vui lớn khi được học tập trong môi trường mới được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, máy móc hiện đại do tập đoàn Trung Nam tài trợ nâng cấp tu sửa và xây mới với tổng giá trị khoảng 210 tỷ đồng. Sau hơn 9 tháng khẩn trương thi công theo hình thức chìa khóa trao tay, trường được xây dựng trên diện tích khoảng 2,6 ha với nhiều khối nhà cao tầng có tổng cộng 245 phòng, trong đó 45 phòng học, 25 phòng chức năng, 171 phòng nội trú cho học sinh và giáo viên. Trường được thiết kế hiện đại với đầy đủ các phòng chức năng theo đúng chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 2.000 học sinh. Lãnh đạo Trung Nam Group cũng cam kết sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí bảo trì bảo dưỡng vận hành nhà trường trong 10 năm tới. Tại buổi lễ Trung Nam Group đã trao tặng học bổng 1 tỷ đồng trong vòng 10 năm, từ năm 2022 đến năm 2032, mỗi năm là 100 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập, trao tặng 500 xe đạp cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác.